Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin mạng xã hội nóng nhất trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Thưa quý vị, liên quan tới vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, trưa ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thị sát hiện trường vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân khiến nhiều người thương vong. Thủ tướng thị sát hiện trường vụ cháy chung cư mini đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Nội, tại hiện trường, thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công điện đã ban hành. Ông đồng thời biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả. Cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn. Thủ tướng nhắc lại, sau các vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội, công tác quản lý phòng cháy chữa cháy với các cơ sở này đã được siết chặt, nhờ đó mà tình hình an toàn cháy nổ tại các cơ sở karaoke đã có chuyển biến. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy định, quy chế phòng cháy chữa cháy với các trung cư mini, các khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp, đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và và kỹ năng cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Cùng với đó tăng cường đảm bảo trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, công tác kiểm tra giám sát. Thủ tướng mong người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tích cực nâng cao kỹ năng ứng phó thoát hiểm khi có sự cố. Tiếp đó thủ tướng đã tới bệnh viện Bạch Mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn, động viên các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Thủ tướng mong các y bác sĩ làm việc hết sức mình để cứu chữa cho các nạn nhân, quan tâm động viên tinh thần nạn nhân và người nhà. Trước đó, Thủ tướng ký công điện yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ tích cực tinh thần gia đình của người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với bộ công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các trung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 13 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, mức thiệt hại cụ thể đang được thống kê, song nhận định ban đầu số người bị thương tử vong là rất lớn. Theo Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, vụ cháy đã gây ra nhiều hậu quả, đến 5 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2023, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Hiện các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Cũng trong sáng ngày 13 tháng 9, theo thông tin từ đại diện truyền thông Bộ Xây dựng, ngay trong sáng nay 13 tháng 9, Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã tổ chức họp gấp về vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội khiến nhiều người thương vong. Nhào nhác ngóng tin người thân trong vụ cháy trung cư mini ở Khương hạ. Liên quan tới vụ cháy trung cư mini ở Thanh Xuân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Có mặt tại hiện trường từ sáng sớm ngày 13 tháng 9, ông NVH 77 tuổi, trú tại Tây Sơn, Đống Đa Hà Nội, có gia đình người cháu sống ở chung cư này. Ông Hát nói: "Vợ chồng cháu tôi sống cùng với hai con ở chung cư này. Sáng nay tôi liên hệ được với em tôi là bố mẹ của các cháu thì nhận được thông tin cả gia đình cháu đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Dòng chưa biết các cháu nằm ở khoa nào, tình hình sống chết ra sao." Ông NHL có hai người con sống tại tầng 7 và một cháu rể ở tại tầng 4 của chung cư mini này cũng vội vã từ Hải Dương tới hiện trường vụ hỏa hoạn trong sáng ngày 13 tháng 9. Ông L kể lại, khi xảy ra cháy, các cháu có điện thoại cho tôi, tuy nhiên sau đó thì mất liên lạc, tôi lo lắng nên lên Hà Nội từ sớm. Lên đến đây mới biết, hai cháu nhà tôi đã nhảy từ tầng 7 xuống, được đưa đi viện cấp cứu phát hiện bị gãy xương sườn. Nhưng cháu rể ở tầng 4 thì không may đã tử vong, đau xót quá còn chị nở khóc nước nở sáng nay tôi vừa đến cơ quan làm đọc báo thấy tin cháy lớn tại trung cư nhà bạn mình tôi liên lạc bằng điện thoại cho bạn nhưng không được nên tức tốc đi xe sang đây ngay giờ hiện trường đã bị phong tỏa tôi chỉ mong những điều tốt lành nhất đến với bạn mình ông nguyễn văn học đang sống ở thanh xuân hà nội mếu máu sáng nay tôi nghe tin trung cư mà cháu ruột đang sinh sống xảy ra cháy lớn liên lạc với cháu không được nên tức tốc chạy sang ngay Bố mẹ cháu vừa báo cho tôi là cả gia đình cháu bốn người giờ đưa hết vào bệnh viện Bạch Mai rồi. Ở trên quê Sóc Sơn, chúng tôi đã chuẩn bị hết công tác lo hậu sự cho gia đình rồi. Bây giờ tôi phải về quê để lo cho cháu. Anh Nguyễn Thịnh có bạn là chị NHT thuê trọ tại ngôi nhà xảy ra vụ cháy, anh cho biết từ đêm qua khi nhận được tin, anh Thịnh vô cùng lo lắng liên tục gọi hàng chục cuộc điện thoại đến số máy của chị T nhưng không nhận được hồi âm. Sáng ngày 13 tháng 9, anh tranh thủ xin nghỉ việc đến đây để mong tìm được thông tin về gia đình người bạn. Anh Thịnh nói, gia đình bạn tôi sinh sống tại đây, tôi đã cố gắng nhưng vẫn không liên lạc được. Tôi giờ lòng nóng như lửa đốt, mong rằng mọi người được bình an. Bà Hát, người sống ngay gần chung cư mini lào nước mắt kể lại, đêm qua bà gần như thức trắng đêm cùng hàng xóm tham gia ứng cứu người bị nạn và hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhớ lại hình ảnh người đàn ông từ Phú Thọ vội vã xuống Hà Nội tìm tung tích con, bà Hát không khỏi đau lòng. Bà kể gần nửa đêm, người đàn ông nhận được điện thoại của con trai, giọng gấp gáp, bố ơi cháy rồi, con bị ngạt rồi, sau đó mất luôn liên lạc. Bà Hát nghẹn ngào kể, ông ấy ngồi trước cửa nhà tôi, khi tôi hỏi thăm thì ông ấy nghẹn ngào nói, Chị ơi, con em 20 tuổi, thằng bé cao to, đẹp trai, con em chết rồi, nó ngạt khói mất rồi chị ạ. Bà Hát khuyên người đàn ông bình tĩnh, đừng nói những điều tiêu cực, nhưng ông quá đau lòng, luôn miệng lầm bẩm con em mất rồi chị ạ, qua lời kể của người bố, con trai ông sống cùng với chú tại căn hộ trong chung cư. Lúc xảy ra cháy, người chú không có nhà. Khi nghe thấy tiếng kêu ở tầng 3, bà hát vội vàng hô hắn, mọi người ơi cứu tầng 3 đi, xem con chú ấy còn sống không. Sau đó là tiếng vọng lại, bốn người vào đây mới khiêng được, bởi cậu thanh niên này dáng người to cao. Bà hát kể, nạn nhân sau đó được bế ra, không rõ sống hay chết. Tôi dù ông ấy chạy ra mặt đằng trước chung cư để xem tình hình của con. Bà Hát cho biết một hộ gia đình khác có ba anh em, người anh là bác sĩ, bịt khăn ướt vào mặt lao ra khỏi đám cháy. Người này đang nằm viện, sức khỏe đã ổn định. Hai người em giờ chưa biết sống chết ra sao. Trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến, nhiều người hoảng loạn nhảy sang tầng thượng bên cạnh, bị gãy tay chân. Bà Hát nói, thường nhất đám trẻ, bọn nó sợ đến nỗi không bật được tiếng khóc nào. Có em bé được đặt vào xô nhựa để bố mẹ chuyển từ chuồng cọp tầng 7 sang nhà hàng xóm nhờ cứu con ôm con trong phòng theo dõi tại trung tâm nhi khoa bệnh viện Bạch Mai, anh dqt Tê 42 tuổi vẫn không khỏi băng hoàng sau khi thoát khỏi vụ cháy đêm qua. Anh Tê cho biết, khoảng hơn 11 giờ đêm qua, do bàn công thoát hiểm vẫn mở nên khi thấy khói lên, gia đình anh phát hiện ngay có cháy. Anh Tê kể, tôi vội lao xuống tầng 1 cùng mọi người chữa cháy, nhưng khó nhiều quá mọi người lao lên. Tôi vội bảo hai đứa lớn là một bé gái 9 tuổi, bé trai 8 tuổi chạy lên sân thượng tầng 9 để tránh khói. Còn tôi và vợ cùng với con gái 27 tháng ở trong phòng lôi hết chăn, giật rèm cửa để ngâm nước, vừa bịt các khe cửa để ngăn khói, vừa định vận dây thừng để làm dây đu xuống. Từ tầng 3 cửa thoát hiểm, tôi thấy nhà tầng 2 mái tôn liền vứt chăn xuống dưới mái tôn để nhảy xuống. Tôi bé con 27 tháng nhảy xuống trước, trượt chăn nên gãy tay. Vợ ở sau bị gãy chân đang cấp cứu ở Saint Paul. Anh Tê nói thêm, may mắn là giờ hai con nằm đây yên ổn, nhưng lòng tôi như lửa đốt vì không có thông tin của con gái 9 tuổi. Hỏi thằng em thì nó nói lúc đó đông người, hỗn loạn nên con cũng không nhìn thấy chị đâu. Một người phụ nữ xin giấu tên nói, tôi nghe tin tòa nhà cháy khiến nhiều người thương vong mà bùn rùn cả chân tay không biết người thân của tôi bên trong có bị sao không tôi gọi điện cả trăm cuộc rồi mà vẫn chờ được chỉ mong mọi người bên trong không ai bị làm sao Đến sáng ngày 13 tháng 9, công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại trung cư mini 9 tầng ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã kết thúc. Tất cả nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường. Thống kê sơ bộ đến 5 giờ ngày 13 tháng 8, lực lượng chức năng đã cứu được khoảng 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có hàng chục người đã tử vong. Hiện lực lượng công an đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy trung cư mini. Được biết, vì đám cháy và quá trình tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt diễn ra trong nhiều tiếng đồng hồ, nên các chiến sĩ cảnh sát phải thay nhau làm nhiệm vụ. 2 giờ sáng, trời đổi cơn mưa lớn, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát dầm mưa, áo quần ướt sũng. Bước chân các chiến sĩ chạy rồn rập, thở hồn hển gọi lớn cấp cứu, cấp cứu, mỗi khi cõng và bế các nạn nhân ra ngoài. Nhiều khuôn mặt chiến sĩ ám khói là đi vì hít phải khói độc, làm việc với công suất lớn trong thời gian gần 10 tiếng. Có chiến sĩ sau khi được thay ca, ngồi bệt nôn ói hoặc nằm bệt xuống về hè, uống vội ngụm nước để tiếp tục chờ đổi ca cho đồng đội. Nhiều chiến sĩ bị thương hoặc kiệt sức đã được đưa ra ngoài để chăm sóc. Bên cạnh sự nỗ lực của các chiến sĩ, nhiều nhân viên y tế, người dân cũng tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ lực lượng chức năng để tiếp tục cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Người dân sống quanh khu vực đã kịp thời chuẩn bị đồ ăn nhanh, gọt hoa quả tại chỗ để tiếp sức kịp thời, chuẩn bị loại nước khác nhau để sẵn tại khu vực làm nhiệm vụ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Bà Nguyễn Thị Hồng, tổ phó tổ dân phố số 20 ở phường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội là nhân chứng vụ cháy trung cư mini ở Khương Hạ chia sẻ. Chúng tôi tiếp sức cho các cán bộ chiến sĩ ngay từ trong đêm. Có những đồng chí bị kiệt sức, có đồ ăn, nước uống ngay, thậm chí làm nhiệm vụ trong nhiều giờ với nước, gặp mưa to, lạnh thì chúng tôi có cả chăn ấm cho các đồng chí quấn, tránh cảm lạnh ngoài ra theo bà nguyễn thị hồng tổ dân phố cũng hỗ trợ và nhắc nhở người dân xung quanh giữ trật tự đứng gọn gàng để lực lượng chức năng thuận tiện nhất trong công tác cứu hộ cứu nạn thưa quý vị hiện các cơ quan của quận thanh xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy những thông tin mới nhất liên quan tới trung cư mini ở thanh xuân hà nội sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo